Hi, xin chào anh em, chào mừng em đã trở lại với kênh Single Figure. Thì đây là một cái clip review khá là bất ngờ các bạn. Đó, thì cái này là mình không có trong dự tính của mình. Đó là mình bất ngờ được em một đêm chơi figure chung. Đó là em Khôi Phan ship cho mình hai cái thùng các bạn. Đây là một cái thùng quà em ấy gửi cho mình, và một cái con fix em ấy cho mình mượn để review. Đó thì nó gửi bất ngờ nên mình thấy khá thú vị nên quyết định review luôn nha các bạn. Ok, mình sẽ mở cái hộp quà trước đi để xem nó có cái gì trong đó, rồi cũng như review sơ cái món quà này, sau đó mình sẽ review em Figma. Phải hình như là Figma, à Figma này các bạn. Ok, Figma gì thì chút nữa mình sẽ biết nha. Ok, thì mình sẽ mở cái hộp này trước để mình chỉnh này nó xuống cho nó dễ nhìn. Rồi ok, mình sẽ mở cái hộp ra coi nó có cái gì trong đây. Lục dưới trời. Rồi, đã rồi. Đây mình tí nha, mình mở coi nó có cái gì. Wow. Wow, một bé fit. Để mình xem con này tên gì ta. Bé fit này em ấy có nói cái tên nhưng mà mình không có nhớ. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Rất là chi tiết luôn. Để mình tấp chút nha, để mình coi cái nó tên gì nha các bạn. Đây là một món quà của bạn ấy tặng, em ấy tặng cho mình. Để mình xem em ấy tên là... Bé fix này là tên là, đây cái bé tên là bút gì nè, and dragon nè. Đó, trời ơi, sẵn mình review bé này luôn nha các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, nhìn nó cái đầu nó bự như là cái gì ta, nendoroid, nhưng mà cái độ chi tiết nó rất là đẹp luôn, rất là đã luôn nha các bạn. Nó có một cái phụ kiện là một cái đế nè, rồi một cái cây trống thì mình thử mình gắn coi không biết phải không nè. Nó có cái khớp này để gắn vô đây nè, rồi trên cái chân đế nè. Đó, một quyển sách nữa các bạn này, có một cái quyển sách nè. Trời ơi, rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, con này trưng trong tủ là phê luôn. Con này chi tiết nhiều quá chắc mình không có trưng ở ngoài đâu, đúng là mình tính để trưng ở ngoài đây nhưng mà chi tiết nhiều quá dễ bị bụi lắm các bạn. Mình sẽ trưng trong tủ luôn. Rồi, rất là đẹp luôn các bạn. Anh cảm ơn em Khôi Phan nha, nếu em coi cái clip này. Rất là đẹp luôn. Ok, mình sẽ để một bên, chút nữa mình sẽ mò sau. Đó, trong cái đế nó có hai chân trống nè. Rồi, kế tiếp là một bé fix mà em Khôi Phan nói với mình là tự tay làm các bạn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mình thử mở ra coi. Wow, một bé fix được tặng từ Đức Séc, tự vẽ, tự có khớp, tự thiết kế có khớp luôn. Đó, tay có giáp luôn nè các bạn. Một cây súng rất giống là Mega Man. Một cái tay bự. Đó, rất là đẹp nha. Rất là thú vị các bạn. Sẽ để con này ở trên đây. Chỗ em ấy làm cái đế luôn hay sao ta? Có không ta? Hình như là cái đế hay sao á. Tại nhiều cái thú vị quá. Nè, có cái mũ luôn hay sao nè. Mũ đội lên luôn hay sao nè. Ý trời má ơi. Rồi thêm một khẩu súng. Phụ kiện khẩu súng và cái effect mà bắn súng luôn các bạn. Ồ, quá ngầu luôn các bạn. Họ tự thiết kế luôn nha. Đây, đưa lại cho các bạn xem. Đó, cái này có khớp luôn nè các bạn. Thôi, quá dữ luôn. Nè, tay luôn. Rất là đã luôn nha các bạn. Ôi trời, nó rớt ra các bạn ơi. À, gắn ra được mà, có khớp mà.
Đó, trời ơi, vô tư. Tuyệt. Duyệt luôn, cả hai em luôn. Rồi, cảm ơn em Khoai Khoai một lần nữa nha. Rất đẹp luôn. Con này mình sẽ để ở ngoài chung với cái đám này. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua cái em Figma nha. Mấy em này thì mình sẽ để dành một cái clip review tổng hợp những em Fig linh tinh. Clip này mình sẽ review em Figma mà trong cái box hồi nãy mình đưa cho các bạn xem nha. Ok, mình sẽ tắt ở phần tắt để chuyển qua Figma. Ok, kế tiếp mình sẽ bắt đầu unbox bé này ra nha các bạn. Đây là một bé Figma Real. Nên mình sẽ cố gắng chỉ kỹ chút. Tại vì em coi fan á, cho mình mượn để review là quá tốt bụng rồi các bạn. Để mình cố gắng mở nhẹ nhẹ nhất có thể. Tại vì đây là hàng mượn. Mình không nghĩ bạn em Khoai Khoai cho mình cái bé Dragon gì đó đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi mình nhìn mình mê luôn. Bỏ vô tủ chân liền luôn các bạn. Còn bé Figma và em Khoai Khoai tự chế á, thì mình chưng ở trong cái góc review. Không dám dùng dao nhiều các bạn, sợ nó chạy hộp á. Nên áo ra hơi chậm chút, các bạn thông cảm nha. Rồi, ra rồi. Nhẹ nhẹ thôi. À, mình biết bé này. Đây là nhân vật Lina trong game Dota 2 các bạn. Một nhân vật pháp sư em. Thì game Dota 2 là một game MOBA khá nổi tiếng của hãng Valve, của kênh Steam các bạn. Nó dựa trên nền tảng Dota 1 từ Warcraft 2, Warcraft 3 đó, Warcraft 3. Thì đây là một em nữ pháp sư khá nổi tiếng và xinh đẹp các bạn. Nói chung là những anh em nào chơi Dota thì đây là một vị tướng cũng khá khó chịu nếu mà các bạn đối đầu. Vừa có khả năng stun trưởng lan và có một cái kill gọi là kill cuối là một tia năng lượng cực mạnh dứt điểm. Khá là lợi hại các bạn. Anh em nào chơi game MOBA như là Liên Quân, Liên Minh đó thì nên thử game Dota này sẽ thấy họ sử dụng cái engine rất là xịn sò, nên khi các bạn chơi game mà chỉnh mắt cấu hình nó rất là đẹp, hiệu ứng cảnh cũng như vật lý cũng như là hiệu ứng của môi trường nó rất là đẹp các bạn. Ok, mình trở lại vấn đề chính, mình sẽ mở bóc review cái em Figma này nha. Ok, thì em Lina này là tướng, một vị tướng chuyên dùng lửa, nên cái tông màu của cái hộp sẽ là màu đỏ các bạn. Đó, đây là em Figma 338. Đó, có chữ game của Dota 2 nè, logo của Dota 2 nè. Đó, Lina. Đó, tên của nhân vật là Lina nha. Đó, thuộc dòng Figma Action Figure nè. Rồi, phía trên sẽ có cái chữ Mass Factory và Good Smile, chứng nhận hộp chính hãng nha các bạn. Thì em này mình cũng thấy cũng không có bootleg luôn, chỉ có hàng chính hãng thôi. Phía trên là hình một số hình của em Lina nè và một số chữ thông tin nè. Bên đây cũng vậy, đẹp không các bạn, hình chụp rất đẹp luôn. Đó, em mới có hai trạng thái là trạng thái bình thường và trạng thái lửa. Này là hình như cái skin thì phải, trong game thì là cái skin nó mới được trạng thái lửa nha các bạn. Và phía sau là một số thế em Lina. Thì trong game thì có một số nhân vật khác nữa, thì hãng có làm thêm Wind Ranger và Anti-May. Hai vị tướng, một vị tướng về bắn cung phép và vị tướng kháng phép các bạn, Anti-May. Đó, một số thông tin bản quyền của hộp nè, rất là đẹp nha. Ok, lần đầu tiên thì mình đầu tiên như mình review Figma Real thì phải, không mình không nhớ nữa, lâu quá là mình cũng không có review mấy con 1.2 hay review rồi. Trước thì có mấy con Macro của em Thịnh, còn giờ thì lâu quá rồi. Ok, mình sẽ để hộp vào một bên. Đây là phía bên trong của cái vĩ của em Lina. Đó là em Fit Lina nè.
một số effect lửa nè, một cái hit thay thế và một cái vĩ dưới bàn tay, một là giấy ấy nữa, là giấy hướng dẫn, một cái đế thì giống như những cái clip mà mình review bé Kirito bootleg các bạn, thì mình sẽ xin phép không có rap lại nha, vì mình mượn của bạn ấy em phôi fan. Ở trong đây nó sẽ cho thêm một cái khớp để thay thế khớp này là khớp cổ tay các bạn, vì cái cổ tay của mấy em Figma rất là dễ gãy nên nó cho một cái khớp dự phòng nha. Đó, cái túi nó real, nó có cho gần chữ Figma luôn ha, khác cái bootleg này chỉ là cái túi bình thường. Rồi, ok, mình sẽ tháo ra. Okay, đây. Hôm nay mình sẽ review kỹ chút xíu, do thứ nhất là em này là hàng real đầu tiên mình làm, thứ hai là mà mình muốn thể hiện cái sự biết ơn của mình khi mà em khỏi fan cho mình mượn và tặng luôn cả fit nữa chứ. Thực sự mình cũng không ngờ là mình được tặng con fit Ragun gì khá là dễ thương và đẹp luôn. Rồi, ok, mình sẽ lấy ra review chi tiết em đó nha các bạn. Ok, thì sau khi lấy hết toàn bộ ra thì chúng ta sẽ thấy trên bàn đây là đây là cái bịch để chứa cái đế và một cái cốt thay thế, thì mình đã nói trước để qua bên ha. Đây là một tờ giấy hướng dẫn wrap em Dina, có thể thay thế được hai đầu nè, có những cái effect lửa nè, thấy không, có những phụ kiện mình cần có nè. Đó, rồi một cái hit thay thế tóc lửa các bạn. Trong game thì bạn phải mua skin mới được cái tóc lửa này các bạn. Tóc bình thường nó sẽ là tóc đỏ bình thường xuống chứ không phải tóc bốc lửa lên như vậy. Nhưng mà các bạn thấy trời ơi, cái hit tuy là 1.12 nhỏ, cực kỳ nhỏ, Figma là nhỏ hơn 1.12 nữa. Mình nó làm đẹp dễ sợ luôn, chi tiết đúng hàng real có khác các bạn. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn, những cái hoa văn trên cái mặt nó vẽ rất là nét luôn. Hai bên có vòng tay nè các bạn. Thì cái cổ này nó có thể xoay qua xoay lại được nè, đưa lên đưa xuống được nè. Đó, có cái cốt này nè. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, một cái khay bàn tay. Một khay bàn tay này nó làm hiệu ứng đỏ hơi lửa lửa, giống như là đang bốc lửa trên tay các bạn. Thì có những cái bàn tay bình thường và có những bàn tay có những cái cốt này nè. Bạn thấy không? Có những cái cốt này nè để gắn cái effect lửa lên như thế này nè các bạn. Nó có cái lỗ này nè, đó, bạn gắn lên thì nó sẽ có ra bàn tay lửa. Đó. Nó có 1 2 8 bàn tay, hai bàn tay 5 đấm nè. Nắm đấm ở đúng rồi, nắm đấm nè, hai bàn tay xòe ra có effect nè, bốn bàn tay chứ, và hai bàn tay xòe ra bình thường và hai bàn tay để xuôi trên con fix, và bốn cái effect lửa các bạn, hai cái effect lửa cao và hai cái mình coi thử đây coi, đúng rồi, hai cái effect lửa là cao nè và hai cái effect lửa ngắn nhỏ nhỏ nè. Đó, rất là đẹp nha. Ở dưới nó có cái lỗ để gắn cái lên bàn tay các bạn. Đó, rất là đẹp. Để mình quay lại hai cái effect kia cho các bạn xem rõ hơn. Đó. Rồi, cuối cùng là bé fix chính Lina. Đây, trời ơi, thiệt sự luôn, cái mặt rất là đẹp luôn các bạn. Nó khác với những con Figma khác là cái không phải là tháo cái tóc ra để gắn mặt thay thế, mà cái mặt như vậy luôn các bạn. Nên chính vì đó, chính vì thế không thể mặt nên nó làm hẳn cái fix riêng luôn. Đó. Đây là cái skin chính trong game khi mà các bạn vô chơi game. Đó là tóc nó xuôi như vậy, một cam cam như vậy. Đó. Thì đầu có thể khum lên khum xuống nè, đắt qua đắt lại được. Đó, không có khớp cổ nha các bạn. Phía dưới là một cái vòng cổ bằng vải đỏ, có một cái chi tiết kim loại nè, màu vàng nè. Đó, tay có thể dang ngang nè. Rơi xuống nè. Đó, xoay được. Đó, đưa lên đưa xuống được ha. Rồi co lên được nè. Rồi cái tay này có thể xoay đưa lên xuống được. Thì mình coi cái khớp đưa lên đưa xuống nó nằm chỗ nào. Nhỏ quá các bạn, không cảm nè, đưa lên xuống được nè. Thấy không? Đó. Rồi em này cũng có khớp ngực luôn nha các bạn, Figma hay có khớp ngực nha. Rồi khớp bụng luôn. Đó. Rồi phía dưới là một cái áo màu đỏ có những cái họa tiết hoa văn rất là cổ, rất là trung cổ luôn các bạn. Đây là một nữ pháp sư nên cái áo của nó mang một cái tính chất là áo vải pháp sư nữa các bạn. Ồ, cái này nó hơi hở một chút nha, nhưng mà phía sau không quan trọng các bạn, nó hơi hở xíu. Con này nó cái chi tiết này nó hơi dở, nhưng mà phía sau thì ít thay để ý hơn, không ảnh hưởng nhiều.
đó, phía sau nó có một cái lỗ để mình gắn cái đế lên cho nó bay nè. Đó. Rồi phía dưới là một cái dây đai rất là đẹp, quấn quanh màu đỏ kim loại viền rất là đẹp nha các bạn. Đó, có những cái tà áo nè, trò những cái hoa văn nhìn như phượng hoàng lửa vậy, cái đầu thấy không? Hao hao vậy thôi, nhưng mình theo cái ý kiến của mình thôi. Đó, màu đỏ viền vàng kim loại phía dưới, trời rất là đẹp luôn. Thực sự là lúc trước á, thì mình có cầm được thử một cái con trong Flame. Đấy vậy, đúng rồi, Flame. Nhưng mà con đó nó bị nhạt màu, nó không có mới như con này. Mình thấy nó đã chi tiết rồi, con này thì quá chi tiết luôn. Đây nè. Rồi tới chân nè, thấy gian ra. Đây, đưa lên, rồi xuống. Rồi đầu gối nè, con nè. Đó, rất là đẹp luôn nha, rất ok luôn. Đó, dưới chân thì một cái đôi giày thích dài. Và đôi giày vuốt. Với bay có một cái phần giáp ở cẳng chân màu đỏ. Và em này đem chỉ có một cái em này thường thường là bay chứ không có đi chân không các bạn. Trong game là vậy nên nó không có đem mang dép, nó là một cái phần giáp thôi. Phần giáp bằng da thôi. Đó, trong game là chỉ có bay thôi bạn chứ không có đi bộ nha. Đó, phù thủy mà, chỉ có bay thôi mới đúng chất phù thủy. Đó, trời rất là đẹp luôn nha. À, mình quên nói là cái chân cái bàn chân các bạn, các bàn chân có thể đi lên đi xuống nha. Có thể xoay nè. Có thể xoay nè. Rồi có khớp mũi chân luôn nha các bạn. Đó, khớp mũi chân luôn nha. Đó. Ok, tiếp tục. Rồi để mình thử gắn thử cái phụ kiện cái tay đốt lửa coi. Đây nhẹ nhẹ thôi. Có cái vòng à, cái vòng nó rời. Cái vòng nó rời các bạn. Nguy hiểm vùng ven. Rất là nguy hiểm. Vé này không rẻ đâu các bạn, hình như cũng khoảng 1.7-2 triệu. Hư một cái là ai. Đây, mình sẽ lấy một cái tay effect. Mình sẽ gắn effect lên. Đó. Rồi mình sẽ gắn vô cho nó giống như đang sử dụng tiệc chiêu lửa. Đó. Đây đó. Giống như đang điểm chú lửa ở trên tay nè. Nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, trời ơi. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình thử thêm cái đầu nữa. Tại vì con này nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn, nên mình sẽ thử thêm cái đầu nữa thôi là được rồi. Thì mình sẽ tạo một số thế cho anh em xem. Tại vì mấy này cũng phải thông cảm, đây là đồ mượn hàng real nữa các bạn. Khổ thế đấy. Đó, để mình gắn cái đầu lửa vô. Mình phải giữ cẩn thận cho cái tôn trọng cái người cho mình mượn để review chứ. Đúng không các bạn? Đó, trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Đây, nữ thần lửa Lina. Pháp sư lửa cực kỳ đẹp. Đó, để cái thế nào đó. Thì mình thấy cái tay đó, đẹp chưa? Trời ơi, thiệt sự là nhìn như trong game luôn các bạn. Lần đầu tiên thấy con này khá là chi tiết rồi, đẹp luôn á. Trời ơi, đẹp không? Lina Fitma, mã số 338 của Mr. Khôi Phan cho mình mượn review. Đây, mình sẽ quay chiếc A. Mình nãy mình mới nói ở đây có hai cái dòng. Sorry các bạn, hai cái dòng này rời nha. Nãy rớt ra các bạn xem rồi đó. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quay một số góc em nói rồi mình kết thúc video nha. Tiếp thì khá dài các bạn. Vì vừa review này và vừa unbox cái hộp, hai cái hộp hồi nãy nữa. Rồi, let's go.